3 hút xong 5 đĩa cấu người. Tình yêu của tôi. Đấy, cấu đuôi chảo dưa này. Đấy. Các bạn thái cho nó vừa đều thôi. Cần 1 phân 1 thôi. Đấy, chúng ta sẽ đừng thái to quá là khó ăn nhá các bạn nhá. Nếu mà xào cái này ngon, chúng ta xào bằng mỡ lợn nhá các bạn nhá. Rồi. Mỡ lợn cho nào. Rồi. Tỏi này. Hành này. Gừng này. Một ít ớt này. Ăn tùy cây. Rồi, bác con chọn một món này cho mình nhá. Rồi. Đây, chúng ta cầm chảo chúng ta là xoay này như này. Đấy, xoay xoay này. Xoay nhanh này, gạt đi gạt này, gạt này. Đây. Xoay này nhớ chưa? Đấy thì nó không cháy chảo được, nhớ chưa? Gạt dài và gạt nhanh vào. Đấy chưa? Cho dưa vào, đấy chưa? Go! Dưa. Đấy. Go! Cháy luôn. Đúng không? Đấy. Đấy. Các bạn này, trong quá trình xào chúng ta lấy luôn giấm đường này. Thấy không? Chúng ta xào thật kỹ và chúng ta lưu ý này, xào bằng mỡ lợn nhé các bạn nhé. Xào bằng mỡ lợn cho nó bóng này. Rồi, ơi. Các bạn lưu ý nhé, xào kỹ dưa. Cái dưa nó sẽ bám vào cái mỡ lợn và nó sẽ ngon dần nhé các bạn nhé. Nếu mà muốn xoay thì chúng ta xoay đơn giản thôi, đây như này. Đấy, bây giờ thì chúng ta cho một ít cà chua vào. Một ít cà chua vào cho xem xong ngay nhá. Trong khi xào mà nó chém chém này, ta cho một ít nước vào nữa nhá. Đấy, nghe chưa? Và bây giờ dưa săn rồi thì chúng ta cho này, đầu tiên là nước mắm này. Đấy, dưa nó mặn rồi cho vừa thôi. Đấy, nước mắm này lên quả lo này, thấy chưa? Mới chính này, ít thôi nhá. Đấy, đường nhá. Đấy, các bạn không thể quên được sa tế tôm nhá. Đấy, cho màu đẹp nhá. Cọ chảo cũng là một nghệ thuật. Chúng ta này cọ trong này, chúng ta cọ lên trên này. Ta cọ này. Đấy, như đánh răng ấy, nhớ chưa? Đấy, xoay này, đổ này. Đấy. Đấy. Mỡ lợn này. Mỡ lợn này. Đấy, nghe này, được chưa này? Lợn nó hợp với hành nhá. Hành này. Một ít gừng này. Một ít ớt kim, một ít ngố này. Một ít hạt tiêu này, nhớ chưa? Hay không? Hay. Rồi, cho một chút nước vào. Đổ khấu đuôi tình yêu vào đây, nhớ chưa? Đây là khấu đuôi tình yêu này. À. Đây. Còn là duy nhất một cái có lại này như này. Thế này. Đấy, đấy. Đấy, hay không? Hay. Lấy nhau. Hay. Đây, đây. Chúng ta xào săn cái này cùng với mỡ lợn lên và chúng ta cho gia vị vừa vặn của cái này vào. Và khi đứng nhà đứng chảo các bạn lưu ý thôi, đứng người thẳng này, dùng lực bằng cơ tay này, lấy nhu cả thắng cường, nhớ chưa? Các bạn đó, các bạn muốn trở thành một ông chủ nhà hàng thì những cái điều này chúng ta phải biết. Đây, các bạn đến đây gọi cái món best seller này. Với lại hốc với lại vitamin ngũ bạch thật thật. Chúng ta đổ rồi nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta trộn cái này vào với nhau, bỏ vào một lúc. Đấy. Hay không? Hấp dẫn chưa? Cái món này là món này. Nhanh này. Xào một đĩa dưa bằng quay một con vịt. Hay không? Đấy. Chúng ta xào một đĩa dưa ngon như này bằng chúng ta quay một con vịt. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta cho thêm đầu hành này, rau răm này. Đấy, đấy. Đấy. Cộng mấy lát ớt nữa và cho xem trong quay này, thấy chưa? Nào đi mấy đồng quyền này. Thấy chưa? Đấy. Và tôi đã hoàn thành đều rồi nhá, nhớ nhá, trộn đều vào, không lớn. Yeah, yeah. Đấy. Yeah, yeah. Hay không? Yeah, 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 yeah. Đấy. 5 đĩa nhá. Một đĩa này. Đấy. Hai đĩa này. Đấy. Hai đĩa này. Ba đĩa này. Đấy. Các bạn xem nếu mà các bạn đến là mối tình dưa chua đấy. Đấy. Lòng xào dưa đấy. Đấy. Đây là khấu đuôi tình yêu xào dưa. Các bạn chưa?
mấy đứa? Năm đứa. Năm đứa.